Đời người ai cũng có một ước mơ, và ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của thầy Nguyễn Hữu Phước, giáo viên dạy môn vật lý của trường Trung học phổ thông Cao Văn Thịnh, chính là trở thành một giáo viên ưu tú. Hết một hành trình tuổi trẻ, đồng nghiệp của thầy có người rời công tác sang trường khác, có người chuyển nghề. Đã giúp thầy ngày càng tiến xa hơn nữa. Thế nhưng thật không may, cùng lúc đó, vòng quay vận mệnh lại xô ngã thầy vào căn bệnh ung thư máu quái ác. Phát hiện thời gian bệnh là vào đầu tháng 7 của năm 2020. Thì nó cũng tình cờ là do cái cơ thể nó sốt nhiều ngày. Thì đi khám bác sĩ thì bác sĩ kêu xét nghiệm máu. Xong đó bác sĩ xem cái kết quả thì bác sĩ báo là tôi đã bị ung thư máu. Thì mẹ sẵn sàng từ bỏ cái sinh mệnh của mình để đổi lấy bình an cho con. Nhưng sức khỏe là điều con người không thể hoán đổi. Thì cũng nhiều lúc thì tôi tự nghĩ cái có thể là cái cuộc đời mình đến đây nó sẽ kết thúc. Những lúc mà chỉ còn một mình thì tôi cũng suy nghĩ mông lung nhiều lắm. Rồi không biết mình đáp ứng được, nhưng mà không biết mình cái thời gian của mình nó còn hay không. Chúng tôi đi thăm thầy là không gặp được thầy. Thăm bằng cách là chúng tôi chạy tới cái trung tâm huyết học thì phải quay Zalo. Thầy trong phòng thì quay ra, chúng tôi quay vô. Không khí đi thì anh em mình cố nói là lên dùng những lời để động viên ông thầy. Tuy nhiên mà khi quay Zalo lên thì ông nào cũng rớt nước mắt. Một sức khỏe tốt đối với thầy hiện tại là điều xa xỉ. Chỉ cầu mong mình
Pha Sương vẫn ở đó. Như hơn 20 mấy năm qua, thầy vẫn luôn ở đó.